Anh ơi, anh có thấy anh Hai Hiền đâu không? Ủa, anh Hiền. Ba Mỹ. Anh, Út Hường có qua đây không? Không, cả tuần nay không thấy qua rồi. Chết rồi, vậy là nó đi thiệt rồi. Mỹ nói sao? Anh Hai ơi, Út Hường nó bỏ lên thành phố rồi. Tại sao kỳ vậy? Em không biết, anh có rảnh không? Anh chở em đi kiếm anh Hai em được không? Ừ, thôi mình đi. Chỗ nào đâu? Anh dừng lại chỗ đó đi. Ừ, đó hả? Mỹ à, chắc là anh Hai trong đám đó rồi. Anh Hiền vô kêu anh Hai giùm em đi, em ngại vô đó lắm. À vậy cũng được, anh đứng đi nghe. Em coi xe cho nghe. Anh Hai, dẹp ra, dẹp ra. Anh Hai à, anh Hai, ba Mỹ tìm anh kìa. Anh Hai ra đây. Ui, cái gì vậy? Có chuyện nè, nhanh lên. Ui. Anh Hai. Có chuyện gì? Anh Hai ơi, con Út Hường nó bỏ lên Sài Gòn rồi kìa. Trời ơi, bây giờ mày nói tao không giải quyết được gì đâu. Nhưng mà em cũng không biết đâu. Bây giờ má nhà khóc sùm á, anh về coi sao tính sao chứ em có biết đâu. Trời ơi, sao tự nhiên con nhỏ lên Sài Gòn chi vậy? Nó bị điên hả? Thôi bây giờ mày về trước đi, chút nữa tao về sao? Tao lo cái đồ của tao kìa. Về đi anh Hai. Thôi mà, anh đi về đi, em năn nỉ luôn á. Tụi hai đứa mày đi về đi, tới đồ của tao rồi. Anh Hai, công an kìa. Đừng có điên hả? Ôi, chết chặt con gà của tao rồi. Đứng lại. Em cứu được con gà rồi. Chạy tiếp. Dạ. Đứng lại. Anh Hai, hãy cho mình nhìn hai. Chúng nó tao giờ sao? Anh Hai. Anh Hai à? Cái ông này. Anh Hai. Anh Hai. Mang đi. Mang thiệt ăn uống gì hết. Má, đằng nào nó cũng đi rồi, giờ má không ăn uống má đổ bệnh xuống nữa làm sao. Khổ lắm đó má. Má nè, mà con Út nó cũng gan thiệt á. Một thân một mình mà nó dám lên Sài Gòn, không biết giờ nó sống làm sao nữa. Khổ thân con tôi. Trời, con ơi là con. Má à, anh Hai kỳ quá. Tự nhiên nói vậy. Ủa, tôi nói vậy sai hả? Không sai, nhưng mà không có đúng lúc đúng chỗ. Thôi má. Ủa, mày nói vậy là sao? Là vô duyên chứ sao. Mệt quá. Hàng mới đó, anh chọn em nào? Anh, em được không? Ừ, đẹp quá à. Chọn áo trắng. Anh lại đây em. Sao vậy em trai? Chị có một con nhỏ đẹp lắm á. Ừ, ok. Ok phải không? Đợi chút nha. Dễ thương quá à. Ra tiếp khách đi cưng. Hôm bữa bà nói với tôi là chỉ bán cà phê thôi mà. Nhưng mà không chịu khách thì làm sao bán được hàng. Mà người ta sợ mó có chút xíu có mất mát gì đâu cưng. Thôi bà cho tôi xin nghỉ đi. Nghỉ cũng được. Còn á, 160.000 tiền Honda, chở cô đến đây đó, trả tôi đó nha. Ủa đó. Tiền công đó. Tôi trả tiền dắt mối cô tới đây nè. Còn 2 triệu đồng tiền son phấn, tiền quần áo cô bận trên người, chứ cái gì nữa. Bà nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Tiền xe em hôm bữa là bà tự trả mà. Còn quần áo của bà tôi cũng không có thích đâu.
chúng tôi trả bà liền nè. Con này lâu giờ sao cứng đầu hả? Chuyện tiếp khách đâu? Ông mà ép tôi á là tôi nhảy là tôi chết liền luôn á. Thôi mày lâu rồi mày. Đi ra ngoài đi, để đó chị lo. Thôi nín đi cưng, ngoan đi ha, đừng có khóc nữa nha, nghe lời chị ha. Ngọt ghê ha. Ngon hen, uống nước đi chị. Mà nè. Dạ. Mũi đâu vậy? Đâu có. Sáng nay em đi làm cỏ bên nhà ông Mười, rồi ông đem cho á. Mà nè, tôi nghe bà già Mỹ qua thang với bà già tôi chuyện con Út á. Em nghĩ á, chuyện nó lên Sài Gòn cũng đúng thôi chị. Tôi cũng nghĩ vậy á. Sống với mình á, chán thấy mồ. Công việc á, không ra gì mà còn không đủ sống nữa. Thì đó, nhưng mà em lo lắm. Em sợ con Út nhà em nó chưa chuẩn bị được gì để lên Sài Gòn hết á. Đừng có lo, rồi chính cuộc sống ở trên đó sẽ dạy con người ta cách sống. Nhưng mà sống phải ra sao mới quan trọng đó. Nếu á mà em không ở quán tôi á, thì đây, em qua quán chị Chín bún bò. Mọi khoản nợ của em á, chị đã thanh toán hết rồi. Nếu em không chịu ở đây á, thì qua phụ bán bún bò với chị nha. Thôi em về nghe chị. Đây, giỏ của em đây. Em đi. Cất lên xe cho chị. Bà chủ đưa sách cho. Đi em, đi. Vô đi em. Chú có đem theo nước ngọt không? Dạ có bà chủ. Chú chở tôi lên chùa, tôi thắp nhang rồi về nha. Dạ. Uống nước ngọt đi em. Dạ thôi con không có khát. Uống đi, uống cho khỏe đi rồi về. Dạ, con cảm ơn. Chỗ chính nè, tới đưa lẹ đi ngang, để lâu là không có an toàn đâu đó, cho tụi nó tới liền ngang. Dạ. Má nhất định đi sao má? Đi. Nhưng mà má biết con Út ở đâu mà tìm. Má nghĩ kỹ rồi, hồi ba bay còn sống á thì không dám nói. Chứ sống ở quê là mướn hoài như vậy thì khổ suốt đời thôi. Giờ thì ba tôi bay mất rồi, má cũng tính thử thời vận coi nó làm sao. Má tính thử là thử làm sao hả má?
Má lên đó tính bán bánh canh dạo, vừa đi bán vừa đi kiếm em con. Má, má nói là má lên bán bánh canh thì con nghe được rồi đó. Con biết là má nấu ngon, nhưng mà vừa đi bán bánh canh vừa kiếm con Út Hường á thì kiếm làm sao? Sài Gòn rộng lớn chứ đâu phải như ở quê mình đâu, biết đâu mà tìm. Vậy nhưng mà má nghĩ má sẽ tìm được nó. Thôi để má thử chiến xem sao. Mày đừng có bàn nữa mà. Má, dù gì thì gì má cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Má. Gì đây? Tiền để dành của con má đem theo mà phòng thân. Ủa, không để nhà xài sao? Con có để lại một ít rồi. Má cầm theo. Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Mày đừng có khóc nữa. Mày khóc là má bệnh rịnh, má không đi được. Má cầm theo. Thôi thì má đem theo, má làm vốn. Rồi khi nào có tiền má gửi về, nghe. Má, muốn gì thì gì, má cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu má làm ăn được á, thì con sẽ lên theo má. Con cũng ngán ở đây lắm rồi. Nhưng mà má... Mày cũng tính mày đi thử thời vận nữa hả? Cũng chưa biết chừng nữa má. Nhưng má nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha má. Thôi biết rồi, con ở nhà cũng vậy nghe. Dạ. Nhớ nhắc thằng hai á. Má đi ạ. À. Dạ. Ủa, sao mày biết nó ở trên thành phố? Trời ơi, chính con chở Út ra bến xe lên thành phố chứ ai. Vậy hả? Dạ. Nó nói với mày nó lên thành phố hả? Dạ. Nghe nói là lên thành phố kiếm gì làm gì đó. Mà có gì làm chi vậy Tư? Đâu biết đâu, giờ mới đi kiếm nó hỏi nè. Vậy chứ giờ tôi đi đâu? Thì đi lên thành phố. Tôi có địa chỉ không? Không, bây giờ mới kiếm nè. Ôm vô. Ê, Tư mày cẩn thận mày. Con thưa má, con mới về. Ờ, sao con? Đi khám bệnh rồi sao rồi con? Dạ, thai khỏe má. Ừ. Sớm mai con phải lên huyện mua thuốc nữa. Sao hồi nãy con đi khám bệnh con mua luôn? Ừ, hồi nãy con khám trễ quá, loại bộ ra người ta đóng cửa mất tiêu rồi. Vậy hả? Thôi đi từ sớm tới giờ mệt rồi, vô nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện nhà để má làm nghe không? Con đâu có mệt gì đâu má. À, má. Ừ? Em Yến có nhà không má? Ôi, nó đi đâu từ sớm tới giờ có thấy mặt mũi đâu con. À, má có biết chuyện bà Tư Trầu lên thành phố không? Ủa, có chuyện đó nữa hả? Dạ. Sao con biết? Sáng nay con đi khám, mấy bà trên huyện nói với nhau như vậy đó. Má chỉ biết chuyện có Út Hường lên thành phố thôi. Giờ bà Tư Trầu cũng đi theo nó nữa hả? Dạ. Út Hường đi cả tháng rồi má hả? Ừ. Con thưa ba mới về. Thôi để con xuống bếp làm cơm nghe má. Được không? Dạ được. Vậy ha. Dạ. Ừ, thôi làm giùm má đi. Dạ. Ha. Thằng hai đâu, nó không về với ông hả? Nó đang chạy sau lưng tôi nè. Đâu? Mới đây mất tiêu rồi. Rồi à, la cà tụ tập đi đâu nữa rồi à? Con em á, đi từ sáng về chưa về, giờ tới thằng anh nữa, thiệt tình à. Thì bà cũng phải cho con xả hơi một chút. Cả tháng nay nó ở ngoài ruộng rồi.